Toyota Fortuner từng là mẫu SUV 7 chỗ thống trị ở Việt Nam nhiều năm liền. Đặc biệt, trong giai đoạn 2015 đến 2019, những Toyota Fortuner luôn là hàng hiếm đặc người dùng săn đón. Vậy sau 3 năm, Toyota Fortuner 2019 liệu có còn hấp dẫn với người Việt? 1. Giá xe Toyota Fortuner 2019. Theo khảo sát, hiện rất nhiều đại lý đang chào bán Toyota Fortuner 2019 nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Những chiếc xe Toyota Fortuner 2019 này có số lăn bánh dao động từ 40 đến 60.000 km. Với phiên bản Toyota Fortuner MT đời 2019, xe được giao bán với mức giá 860 triệu. Trong khi đó, giá lăn bánh bản này năm 2019 là 1 tỷ 188 triệu. Trong khi đó, Toyota Fortuner AT đời 2019 hiện có giá trên thị trường xe cũ vào khoảng 970 triệu. Cách đây 3 năm, người dùng sẽ phải bỏ tổng chi phí khoảng 1 tỷ 264 triệu mới có thể lăn bánh chiếc SUV này. Như vậy, sau 3 năm, mức khấu hao xe Fortuner 2019 vào khoảng 328 đến 294 triệu. Trung bình, mỗi năm người dùng sẽ mất khoảng 100 triệu, mức khấu hao khá cao với một chiếc xe đã từng được mệnh danh là vua giữ giá trong phân khúc. 2. Toyota Fortuner 2019 phù hợp với khách hàng nào? Ở Việt Nam, Fortuner vẫn được biết đến là chiếc xe hướng đến khách hàng dịch vụ, đặc biệt những phiên bản thấp. Trong đó, Toyota Fortuner 2019 cũng không phải ngoại lệ với nhiều ưu điểm để chinh phục khách hàng trong nước. 3. Ưu điểm xe. Ưu điểm của Toyota Fortuner là sử dụng động cơ dầu là có mức tiêu thụ nhiên liệu hấp dẫn chỉ khoảng 7 lít trên 100 km. Trong khi đó, những phiên bản máy xăng đều có mức tiêu hao nhiên liệu trên 10 lít trên 100 km đường hỗn hợp. Đây chính là yếu tố giúp Fortuner 2019 chinh phục khách hàng dịch vụ khi giá dầu thấp hơn xăng mức tiêu hao nhiên liệu cũng thấp giúp tiết kiệm chi phí vận hành và nhanh thu hồi vốn. Hơn nữa, ưu điểm của mẫu xe này còn đến thiết kế khung gầm rời cứng vững nên phù hợp chạy nhiều địa hình, đặc biệt là cung đường khó. Ngoài ra, Fortuner còn khiến người dùng yêu thích bởi không gian nội thất rộng rãi ngay cả khi chờ đủ tải. 4. Nhược điểm xe Ở chiều ngược lại, Toyota Fortuner 2019 cũng còn nhiều nhược điểm mà rất nhiều người dùng đánh giá thực tế trong quá trình sử dụng. Theo đó, mẫu SUV này có khoảng sáng gầm lớn nên hiện tượng bồng bềnh, lắc ngang lớn khi chạy cao tốc, đường đèo. Điều này khiến hành khách trong xe dễ bị say và đến nay phiên bản mới nhất cũng vẫn chưa thay đổi được. Tiếp theo, Fortuner 2019 có thiết kế tương đối nhàm chán. Xe ít tiện nghi vẫn dùng dầu CD, ghế chỉnh cơ, điều hòa, chìa khóa cơ, hàng ghế cuối dạng treo không thể gập phẳng. Bên cạnh đó, với phiên bản thấp cấp này, Fortuner 2019 hướng đến khách hàng dịch vụ nên những công nghệ an toàn ở mức cơ bản. Nhìn chung, Toyota Fortuner 2019 nhập khẩu hiện nay sẽ là chiếc xe dành cho khách hàng dịch vụ hoặc những tín đồ của dòng xe này. Trong khi đó, khách hàng tìm xe gia đình trong tầm giá 900 triệu đồng hiện nay sẽ nghiêng về những mẫu SUV đô thị như Hyundai Tucson, Toyota Corolla Cross, xe cổ, XXX.